Chào các bạn, trên tay mình đang là một con Action Cam. Đây nữa, và trong cặp mình có vài con nữa. Đây là con DJI Action 5 mới nhất hiện tại. Và Action Cam là một công cụ không thể thiếu trong việc mình làm video marketing. Và trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cú máy đẹp và làm thế nào để mình thể dùng Action Cam để quay lại những thứ phim đẹp để mình làm video hay hơn nhé. Bắt đầu nào. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để điều chỉnh thông số nhé. Đầu tiên hãy về chế độ quay nha. Và hãy chọn đây là 4K 60fps. Và chế độ đây là chế độ Horizon Balancing. Như vậy là xong rồi. Để quay đẹp thì chúng ta hãy hạ góc máy xuống nhá. Xoay camera xuống và hạ góc máy xuống như này này. Và chúng ta bấm quay. 2, 3. Sang tay. Ok luôn. Xem lại file nha. Như con què luôn. Như con què luôn. Thôi được rồi. The next tip. Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy. Lỡ buông tay chẳng thể quay lại. Trích mô là gì nhá? Là chúng ta sẽ để camera sát vào cái vật thể, có thể là tay của mình này, hay là lá cây hay đường đi này, để có thể là quay sát nhất. Và thứ hai là chúng ta có thể kết hợp việc chúng ta bo vòng tròn, như là kiểu video như vừa rồi. Thì cũng mất khá là nhiều thời gian để chúng ta tập luyện như vừa rồi đó. Thì đầu tiên là làm nó không đơn giản như thế đâu. Bây giờ cùng đến với mẹo tiếp theo nhá. Bây giờ tôi sẽ quay một cái mẹo nữa là đây. Ở đây em thấy không? Là rất nhiều người đang câu cá ở đây. Tôi sẽ có một cái mẹo rất là hay để chúng ta có thể quay góc đẹp hơn với cái cần câu này. Cái mẹo tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái kẹp bằng cua này, có thể là kẹp vào đây này. Và chúng ta gắn cái action cam mình vào đây. Nhưng bây giờ tôi không mang cái đầu kẹp vào đây rồi, cho nên là tôi sẽ có một cách khác cho anh em làm nhá. Là chúng ta sẽ để cái camera của mình này nó sát vào cái cục này, sát vào cái cần câu này hay là cái thanh nào đó. Và ở đây chúng ta sẽ kiểu giống như kiểu này, checking theo này. Đó, anh em tưởng tượng là cần câu nó quay phải không ạ? Rất là hay. Thì mình giật lên như này, đẩy xuống như này. Đấy, thì là đây là cái góc khá là hay trong việc mình làm video nhé. Chiếu action cam làm được thôi. Điện thoại thì nó hơi to nên là khó cầm. Action cam sẽ có kẹo bằng cua này, hay là có một cái thiết bị gì đó để cố định lại ở đây. Thì giống kiểu góc checking theo ấy, khá là hay. Anh em có thể áp dụng cái cách này trong việc mình làm video nhé. Cái mẹo tiếp theo là chúng ta hãy kéo dài cái chúng ta ra. Và có một góc quay gọi là góc quay giả lập flycam. Nói là chúng ta để góc quay mình rất là cao, và lúc đó chúng ta sẽ quay và chạy giống như một cái flycam đang bay á. Cái này phù hợp cho những người là một là mình không có flycam để bay, và thứ hai là có flycam nhưng mà lại không bay được vì một số vùng nó cấm, hay là một số khu vực nó bị hạn chế. Thì chúng ta có thể dùng cái cách này trong việc dùng action cam hay là con Insta360 á để chúng ta quay cảnh giả lập flycam nhé. Cái mẹo tiếp theo là chúng ta sẽ quay góc POV anh em ạ. Ở đây tôi có một cái vòng đeo cổ nhé. Với cái việc góc quay này giống như việc là người xem đang nhập tâm vào nhân vật, và sẽ giúp cho video chúng ta hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Đây anh em nhá, chúng ta sẽ gắn vào đây. Đó, và chúng ta sẽ đeo vào cổ này. Đó, rồi chúng ta sẽ đi có sẽ góc POV ở đây này. Đó, góc POV đây này. Đấy, tôi sẽ để thông thường sẽ để cái này góc rộng nha anh em. Khi mình quay góc POV thì chúng ta sẽ để góc rộng này. Đó, để góc rộng nha. Đây, quay vào đây em. Đây, để cái này là góc rộng nha. Góc wide hoặc ultra wide nha, thì nó sẽ được bao quát nhất. Đó, sẽ bao rộng nhất sẽ như vậy. Đấy, ok. Thế sẽ tôi sẽ lấy tôi có quả bóng rổ anh em ạ. Test thử cho anh em xem nhé. Đây, POV này. Đó. Ui dồi. Bóng rổ này hơi non, không sao. Đó, đúng rồi, nó sẽ có phần bóng rổ ném khá là hay. Đấy, và ném. Thì đây chính là góc POV. Chúng sẽ quay hành trình mà chúng ta có thể là đi lái xe này, đi làm bất kỳ điều gì đó, và chúng ta sẽ có một góc khá là thú vị trong việc chúng ta làm video. Đây tôi đây, tôi ngồi làm video đây, cũng là góc POV đây anh em ạ. Đây mày quay anh em thấy không? Đấy, góc POV này, đấy. Bình thường chúng ta sẽ cầm một tay và chúng ta quay phải không ạ? Bây giờ chúng ta có hai tay luôn. Thâu mà quay tay nhá. Ok. Bây giờ lại đến mẹo tiếp theo nào. Và cái mẹo cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người là chúng ta việc quay cái D-Log ở trên Action Cam anh em ạ. Là chúng ta quay những cái file mà có cái giải màu nó dày hơn, để khi mà chúng ta hậu kỳ được giải màu đẹp hơn nhé. Cách làm rất đơn giản. Action 5 này chúng ta sẽ bấm vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ có phần là Color, phần Demo này. Chúng sẽ để là 10 bit, D-Log 10 bit. Bấm vào Confirm. Đang nhầm. Bấm vào On nhé, bấm Confirm. Và chúng ta chỉ phải quay thôi. Là ngay từ chúng ta có giải màu 10 bit rồi. 10 bit em thấy không? 10 bit này. Và để mình quay video nhé. Ok. Và bây giờ cùng sẽ xem before after giữa việc làm 10 bit nhá. Xem khác như nào nhá.